Xin chào các bạn, tiếp tục video này mình sẽ tiến hành sửa chữa lại hộp số của motor giảm tốc. Quá trình vận hành lâu đã làm cho trục tải bị rơ lắc như thế này. Bây giờ mình sẽ tháo ra để kiểm tra nó đã bị hư những gì. Các bạn nhớ đánh dấu các chi tiết nối vào với nhau khi tháo rời ra, để khi ráp lại sẽ tránh được trường hợp ráp sai vị trí. Ok, sau khi tháo ra và vệ sinh các bánh răng thì mình nhận thấy các bánh răng vẫn ổn, vẫn có thể sử dụng tiếp được. Vấn đề của trục tải bị rơ lỏng là vì bạc sơ mi cố định ở đuôi trục đã bị vỡ, khiến cho trục bị mất phương hướng khi vận hành. Và phần lưng trục để gắn vòng bi cũng bị mài mòn và lỏng lẻo như thế này. Bây giờ việc cần làm của mình là gia công phần bạc sơ mi mới và đắp tiện lại phần trục đã bị mài mòn. Bạc sơ mi cũ được làm từ vật liệu gang, còn sơ mi mới mình sẽ làm bằng vật liệu đồng. Đồng sẽ chịu mài mòn và dẻo dai tốt hơn.
Phần trục này mình đã đắp xong và để nguội. Bây giờ mình sẽ tiến hành tiện lại vừa với kích thước chuẩn để đóng vòng bi. Những điểm còn thiếu các bạn nhớ đắp thêm vào để trục khi tiện xong sẽ láng đều bề mặt. Vì trục này có phần phốt chặn mỡ bôi trơn và bụi bẩn không thể ra vào bên trong hộp số. Nếu trên trục có điểm khuyết xuống thì mỡ bôi trơn sẽ rò rỉ qua điểm đó và cũng sẽ khiến phốt mau hỏng hơn. Các bạn cũng lưu ý là khi tiện láng, nếu trục đang nóng thì cần làm nguội trước khi tiện. Vì khi nóng trục sẽ nở ra và khi nguội sẽ co lại. Ví dụ khi tiện nóng trục có kích thước là 20mm, sau khi nguội sẽ co lại còn khoảng 19,9mm. Phần đuôi trục này mình sẽ tiện đi một ít để nó được tròn đều. Như vậy là mình đã tiện xong, tiếp theo mình sẽ gắn bánh răng vào trục và hộp số.
Ok, như vậy là mình đã sửa xong và khắc phục lại lỗi bị rơ lắc trục tải trên hộp số của motor giảm tốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu mà các bạn có thắc mắc hoặc góp ý thì hãy bình luận ở bên dưới. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Bye bye!